nay mà nó đông như vậy á cả nhà. Bây giờ xe nó xuống thì không được, nó lên cũng đang kẹt xe nữa. Và bây giờ hả, không có cái plat nữa cả nhà. Ừ. Người ta đi ra thì bây giờ người ta xuống đông lắm, không có cái chỗ nữa. Người ta mới đi cũng khoảng chừng 7, 8, 10 chiếc va gần hay là hơn nữa cả nhà. Từ đây á, là Kim đứng gần cái chỗ toilet, quay xuống. Và cả nhà thấy ở đây mới là một góc thôi, nhưng mà nó bao nhiêu đây cái lều và xe camping rất là nhiều. Đó, thì chiều nay Kim sẽ đi sâu vô trong để quay cho cả nhà xem nha. Giờ trên núi rất là đẹp đó cả nhà. Còn dưới đây nó có một cái nhà lobby nhỏ dành cho một cặp vợ chồng thì nó ok. Xe vô rồi lại ra tiếp tục đó cả nhà. Không có cái plat để cho người ta xài, người ta vô để người ta cắm trại, người ta vô rồi người ta ra. Sáng này thứ bảy, thứ sáu mà đông như vậy đó cả nhà. Đó, bây giờ cũng có một hai người họ đi về. Ông này vừa ra. Mà cái xe cái mới vô là cũng phải đi ra đó cả nhà. Đông lắm, ở đây bây giờ đông dã man lắm. Đây. Schwarzwald. À, ông xã Kim nói đây là rừng đen, xin giới thiệu với mọi người đây là rừng đen. Còn cái này là cũng một cái phòng người ta cho thuê đó cả nhà, nhưng mà họ làm giống như cái kiểu là cái cabin wagon đó. Ở dưới cũng có bánh xe rồi này kia. Đó, đẹp hay chưa, quạt gió. Hello. Xin chúc cho mọi người một ngày thật là vui vẻ, ăn lành và khỏe mạnh nha cả nhà nha. Bây giờ Kim với ông xã mình đi dạo vòng hết cái khu vực này rồi đi xuống dưới bờ hồ. À, mình sẽ quay cho cả má là số phao sờ. Họ làm cái băng ghế này cũng đẹp cả nhà. Cái giếng nước nè, dễ thương luôn. Hả? Giếng nước. Quen cho phi rồi, cũng được chân rồi. Dạ, quen cho, quen cho chung cú. Quen cho phi. Để mà đi xuống bờ hồ nha cả nhà. Sạp cái rác viên dết viên viên MC. Cái này là cái nhà hàng, họ nấu cũng ngon lắm cả nhà. Ngày hôm qua Kim với ông xã Kim ăn thử, có người ta đông không có quay được cái gì đâu cả nhà. Hôm nay bớt bớt người rồi, với lại giờ này người ta đi các nơi, chiều lại người ta về người ta mới xuống đây người ta ngồi đông. Do sit and down. I do love and do cook and 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 cook. Yes, you can swim in? Huh? But you do yeah, it needs. Cái tàu đó hôm qua nó không có trùm mà bây giờ nó trùm lại đó cả nhà. Mình cũng có thể ngủ dưới này luôn luôn được. Khâu ở đó nít. Bác sĩ smooth music hả? Quá trời đông người ta kia kìa luôn. Hai vợ chồng mình đi là đi đến một cái thác. Ở chỗ đó nó tên là, cái địa danh của nó tên là Tree Bed. Bây giờ mình đi đến cái đó thì từ cách tới chỗ mà mình cắm trại đi tới chỗ này là 40 km nha cả nhà. Bây giờ mình đã đi được 15 km rồi. Thì cái bảng nó chỉ đường, nó nói là còn 27 km nữa. Bây giờ mình đang đi trên cái đường tới cái thác đó thì Kim quay cho cả nhà xem. Tại vì hôm nay là cái camping plat nó đông quá đi nên không có làm gì được hết. Mà nước có bơi thì nó cũng hơi lạnh, thì mình buổi trưa mình mới bơi được. Cho nên bây giờ mình đi vô thác nha cả nhà. Nếu mà cả nhà thích thì xin cả nhà hãy cùng đi với vợ chồng mình cho vui nha. Ở cái chỗ này bây giờ là mình xe của mình đang ở trên độ cao khoảng, cái bảng nó ghi là 1800m nha cả nhà. Thì hồi nãy mình ở với TTC là cái đó là độ cao 1000m. Bây giờ mình lên tới trên đây là 1800m rồi. Mà ở nơi này là cái rừng đen, ở đây người ta tìm ong mật đó cả nhà. Người ta nuôi ong mật hay là sao đó, mà thấy rất là nhiều điểm bán mật ong. Đây là cái điểm du lịch lớn nhất đó. Mà người ta thường hay đến đây đó cả nhà. Bây giờ camping plat nó đông, nó đầy nhóc luôn. Ở trên này người ta cho mình chạy 80 cây số giờ. Và đường đèo
thì rất là nhiều xe. Hôm nay là trời nắng mà cuối tuần nữa, mà người học sinh nó nghỉ học, có nhiều cái tiểu bang nó nghỉ hè đó cả nhà, ferien đó, cho nên là thì nó nghỉ hè cho nên Snap Museum. Snap Museum ở đây nó, ông xã Kim Chỉ ở đây nó có một cái Snap Museum, là ở đó nó cái viện bảo tàng toàn là tất cả các cái loại mà rất interessant. Aber kann man kein Auto mehr fahren, müssen wir mit Taxi fahren hier. Okay. Toàn tất cả các cái loại Snap đó cả nhà. Cái Snap là coi như là giống như là người ta nấu cồn mà thành cái loại mà nặng nhất đó, để bán Snap để cho người ta uống rượu đó cả nhà, đó là rượu nặng đó. Đó bây giờ là tới đây mình chỉ được chạy 60 cây số giờ thôi cả nhà, mà có rất là nhiều cái điểm Kim không quay được cho cả nhà xem vì mình đang lên xe. Đúng không? Dạ. Ồ, xã Kim nói ở đây là lên càng lên cao nữa. Thành ra là mình đi vô cái thác đó đó. Ồ, phía bên kia sườn núi có rất nhiều căn nhà đẹp, thật là đẹp luôn. Nhà giống như dạng nhà rông đó cả nhà. Họ cất ở trên trường triền núi, nhưng mà nhà rông ở bên Đức này họ cất rất là đẹp. Có những cái sân vườn, cỏ rất là đẹp ở đây, mà mình đi trên đèo mình nhìn xuống thật là tuyệt vời. Mà Kim không quay được cho cả nhà xem, tại vì hễ mình đặt camera qua là nó sẽ đụng những cái tàn cây nên là không có thấy được đó. Ở đây ong rừng hay là nhiều lắm, người ta nuôi ong thành ra là người ta bán. Mình nghĩ là ở bên Đức thì người ta không có bắt ong rừng, nhưng mà người ta nuôi ong ở trong cái rừng đen này, là rất là mật ong ở rừng đen là rất là nổi tiếng đó. Honig Schwarzwald đó cả nhà. Das Titi ist da. Direkt vom Baum. Guck mal. Ah, hier ist Pippa. Der Pippa ist der Sühne, der Sühne Himmel. Ở đây nó có một cái dòng suối cả nhà, cũng nghĩ là nước từ trên nguồn nó đổ xuống. Bây giờ hồi nãy mình ở trên cao 1800m, nhưng mà bây giờ mình xuống đây. Mình xuống đây là xuống thấp rồi đó cả nhà. Đó. Ở đây Kim đã dừng ở đây nghỉ ngơi, với lại là đi tiểu rồi này kia, đi toilet, thì mình thấy cái dòng suối nhỏ này nước trong ghê luôn. Kim quay cho mọi người xem. Và ở đây nó cũng có rất là nhiều cái loại rau, rau rừng nữa cả nhà. Nó có rau chân dê nè, nó có đủ các loại rau rừng nữa cả nhà. Ở dưới kia thì mình nhìn thấy mấy cây cần nước. Nãy mình đi xuống cái đó rồi, bây giờ chạy lên lên đây mình quay xuống, tại dưới đó nó tối lắm mà mình đi sợ trợt á. Nhìn thấy nước chảy đã không? Bây giờ Kim còn khoảng 3 km nữa là tới cái thác đó, bây giờ Kim đi nha cả nhà. Cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Rote Bahn. Ở đây thì không biết trong camera nhìn thấy không? Dạ, ich weiß ab. Nee, du weißt nicht. Ở trên đó nó có cái đó là Rosbahn hả sạch? Wie heißt das? Rotenbahn đó. Nó ngoằn ngoèo để đi lên núi, người ta đi xuống bằng cái xe mình ngồi trên đó mình trượt đó cả nhà. Đó bây giờ mình thấy cái đường ray của nó ở đây rõ lắm nhưng mà xe thì không thấy. Trên núi mà người ta đi cái cỡ này rồi cả nhà. Mỹ đẹp lắm cả nhà ơi. Đó bây giờ mình đi bộ vô cái đường này cả nhà. Vì phía tích kịch. Zwei tích kịch à bà, vì phía có tích. À. 2 euro à bà. Mình sửa sát bằng phía. Hai vợ chồng Kim mua vé. Mà người lớn là 2 đồng một vé.
hai người 4 đồng. Bây giờ mình đi hai vô đồng, hai đồng. Nè, 2 euro này tôi. Đó. Rồi bây giờ mình đi vô trong cái đường này. Đi bộ vô chừng chút xíu là tới thác cả nhà. Người ta đông lắm ở trong đây nè. Đi vô. Mình đang đứng ở dưới ngọn thác đó, ở dưới chân thác đó cả nhà. Đó, hai chồng đang đứng ở dưới chân thác nè. Đó. 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 Đây cả nhà, mình đã lên tới ngọn thác rồi đây. Tới ngọn rồi chưa? Ngọn là leo lên nữa cả nhà ơi. Đó. Ngọn là leo lên cái chỗ này nữa nè. Đi thẳng lên. Đó. Nhưng mà mình tới đây thôi. Mình quay cái cảnh cho cả nhà xem. Dạ. Da war doch die Tür unten hin, da kannst du ganz hoch. Ja. Und man kann auch dich ganz hoch laufen, aber das wird zu weit. Ja. Đó, ở đây là cái thác của nó cả nhà. Ta ngồi xuống cái trên đỉnh đó cả nhà. Cái thác đó, nó từ ở trên cao, nước ở trên cao nó đổ xuống cả nhà. Đứng ở đây hồi nãy tới giờ đi nóng nắng, đứng ở đây giờ mát ghê luôn. Nein, nicht auf andere Steine, du kommst nicht mehr raus. Ja, aber nicht drüber gehen. Rồi bây giờ mình về tới chỗ nhà mình, chỗ mình cắm trại rồi cả nhà. Bây giờ đốt lửa lên, mình chuẩn bị nướng thịt ăn bữa trưa. Bây giờ đói quá rồi. Ăn xong rồi hai chồng mình đi bơi. Đó, cái xe của mình lái đi, cái người ta vô, mình về lại người ta đậu trong cái bãi của mình rồi. Bây giờ mình có chỗ mình phải đậu ở đây. Đó. Bây giờ mình chuẩn bị mình nướng thịt rồi cả nhà. Nãy đi vô chợ Ly là mua được một trái dưa. Đó. Trái dưa rồi cả nhà. Mua một trái dưa, dưa hấu bio với lại là mua bánh mì. Bánh mì cho ông xã Kim. Đó, mua một cái, mua một trái aubergine để lát nướng với cái thịt này, rồi thịt lam ngày hôm qua còn nữa. Hai chồng mình ăn bữa trưa nay cho tới chiều luôn.
ăn vậy là xong ngày rồi đó. Xong rồi bắt đầu ngày mai nay thì mình phải dậy sớm để mình chuẩn bị mình đi về Phai Buộc thăm nhỏ bạn. Thì nó cũng nấu bún măng gà rồi băng dịch gì ở nhà chờ mình đó cả nhà. Thấy thương lắm, bạn mà từ hồi mấy chục năm nay ở Phan Rang ở Việt Nam rồi giờ Sài Gòn. Rồi bạn từ hồi bé mà còn hồi mà nói là cởi truồng tắm mưa đó cho tới bây giờ á, là sau này qua Đức rồi mình cũng lo giấy tờ rồi qua đây luôn ở với mình. Nhưng mà cổ qua bây giờ mới có 5 năm mà cả nhà. Hai đứa chơi rất là thân hồi nhỏ, cùng một ngày sinh nhật luôn. Rồi cùng một ngày rửa tội luôn, ngày 15 tháng 8 ngày Đức Mẹ lên trời đó. Cả hồn lẫn xác là hai đứa đều rửa tội hết đó cả nhà. Đó, bây giờ hả ngày mai này mình lên Phai Buộc mình thăm họ. Ông xã Kim đi tắm vô rồi bây giờ bắt đầu nướng thịt ăn. Đây là cả nhà. Giờ mình nướng thịt. Đó. 4, 5 còn miếng, còn 5 miếng lam cô lết nướng luôn rồi Kim bỏ vô cái speck. Đi rồi phe thì con speck mắc à. Bỏ vô cái speck nướng luôn trời thơm quá. Try me lút. That is not need shut. The unten. Last oven the unten. Ông trend. Ai nào open over xin đó. Last unten. The sweet soon fertig. Yeah. Knop lau ao. Ở là nít tăng. Đó, unten. Dạ, xích sao. Này, nó nít, lát nít, biết xin. Thì cái video này Kim cũng xin tạm dừng tại đây. Vì nó cũng đã dài rồi. Kim bây giờ xin mời mọi người cùng ăn với vợ chồng mình cho vui nha. Kim xin chúc cho cả nhà một ngày thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc nhé. Nếu thích video của mình, xin cả nhà hãy cho mình xin một like, share, bấm chuông để đăng ký kênh, nhận được nhiều video mới của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.